Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái ổ cứng SSD có thanh lý được của tiệm net. Ổ nó là 120GB SSD. Mới tin luôn nha mấy bạn. Đây, mấy cái ổ này là mình thanh lý của tiệm net. Đây. Bao xài luôn nha mấy bạn. Mình test cho mấy bạn coi luôn. Nếu bạn nào tới mua thì mình test cho mấy bạn. Đây, ổ cứng KingMax. Mình tem nha. Tem này là tháng tháng 11/2018 nha bạn. 120GB của Phát Đạt nha các bạn. Còn bảo hành đến 2015. Không. 2015 đến 2018 hết bảo hành rồi các bạn. Hết bảo hành. Còn mới tin nha các bạn. Thì cái này mình của thanh lý được của tiệm net thôi. Ổ SSD 120GB. Mình có 4 ổ nha các bạn. 4 ổ. Cái loại này mình bán lại giá là 200k một cái này, một ổ SSD này. Cái này có loại SSD nha, SSD 120GB 200k. Còn cái này, ổ cứng này thì ổ cứng HDD này 160GB thì mình để lại cho mấy bạn là 80k thôi. 80k nha mấy bạn. Ổ này là Toshiba. Ổ này Toshiba là mấy ghi đây? Ổ này 320GB nha mấy bạn. Đây. 320GB. Thì ổ này mình để cho mấy bạn là 200k. Bao test luôn nha, mình test cho mấy bạn tại chỗ nha, test cho bạn tại chỗ luôn nha. Đây, 200k. Rồi còn một cái ổ cứng DD nữa. Đây. Đây, ổ này cứng mấy bàn nè các bạn, ổ cứng mấy bàn này
500 GB nữa bạn, 500 GB. Cũng mua ở Phát Đạt này các bạn, tháng 7 2016. Cái này là bảo hành đến tháng 7 năm 2018 các bạn, bảo hành đến tháng 7 năm 2018. Đây, bảo hành đến tháng 7 2018 hết bảo hành này. Này là mình bao test luôn cho các bạn nha, là ở cái ổ ổ cứng máy bàn này 500 GB này mình bán chỉ giá 150 thôi, bao test luôn nha, mới tin bao test cho các bạn nha. Mình nhắc lại nha, ổ 320 GB này là giá 200.000, bao test cho các bạn Toshiba. Ổ này là ổ Seagate 160 GB, mới tin nha bạn. Ủa Phát Đạt luôn nha, tem Phát Đạt luôn nè. Tới tháng bảo hành đến tháng 12 năm 2018 nha bạn, hết bảo hành luôn. Tháng 12 năm 2018 bao test cho mấy bạn 160 GB. Cái này mình để giá 100.000 thôi, 100.000 thôi nha bạn, bao test luôn nha bạn, mình sẽ bao test cho mấy bạn. Thì các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nha, mình bán cái này giá 100.000 thôi, 160 GB nha, Seagate. Còn hai cái loại SSD này 120 GB, 120 GB nè, SSD thì mình bán với giá là 200.000 nha các bạn. Cái này hết bảo hành rồi nhưng mà mình bao test cho các bạn nha, bao test tại chỗ ok nè các bạn, là các bạn mua thôi nha. Mình sẽ test cho mấy bạn coi tại chỗ, các bạn nào có nhu cầu thì gọi điện cho mình nha. Cái loại SSD này mình bán là 200.000, 200.000 khổ bao test 120 GB nha các bạn. Rồi.